Trước hết, phần định nghĩa hôn mê là gì? Hôn mê là trạng thái mất nhận thức và mất sự thức tỉnh. Mất nhận thức và mất sự thức tỉnh. Và biểu hiện của bệnh nhân là gì? Suy giảm hoặc mất đáp ứng trước mọi kích thích nội sinh. Kích thích nội sinh là gì? Là những cảm giác đau khi cố véo. Chúng ta đặt một cái vật nóng vào thì bệnh nhân nói nóng. Chúng ta véo bệnh nhân kêu đau. Đấy người ta gọi là kích thích nội sinh. Hoặc ngoại sinh là gì? Là chúng ta gõ một tiếng động, một cái ánh sáng hoặc một cái mùi. Bệnh nhân biết đấy là tiếng động, đấy là ánh sáng của đèn, đấy là một cái mùi thơm của nước hoa. Thì đấy người ta gọi là những cái kích thích ngoại sinh và nhận biết được. Đấy là nhận thức được. Đồng thời có ít nhiều rối loạn về thần kinh thực vật. Đấy, như vậy là suy giảm hoặc mất đáp ứng kích thích nội sinh, suy giảm hoặc mất đáp ứng kích thích ngoại sinh, đồng thời có ít nhiều rối loạn thần kinh thực vật. Rối loạn thần kinh thực vật là gì? Tự nhiên vã mồ hôi ra. Chúng ta sẽ thấy là ngay cả mùa đông, mồ hôi vã ra ở tay, ở mặt, ở trán. Hoặc là mạch sờ nhanh lên, bất thường, lên 100, lên 110 lần trong một phút. Thì đấy người ta gọi là rối loạn thần kinh thực vật. Mặc dù bệnh nhân đang nằm, mặc dù mùa đông vẫn ra mồ hôi. Như vậy cơ chế bệnh sinh của hôn mê là gì? Là mất nhận thức thường do tổn thương vỏ não. Đấy, vỏ não tổn thương thường là mất nhận thức. Mất sự thức tỉnh là gì? Và các cái đặc ứng khác là tổn thương của dưới vỏ và thân não, da não. Đấy, nhớ cho. Không ạ? Mất nhận thức thì là do tổn thương vỏ não. Đấy. Mất sự thức tỉnh và đáp ứng thì tổn thương dưới vỏ, thân não và da não. Nó đóng vai trò trung gian cho đáp ứng là hệ thống lưới. Cái hệ thống lưới là hệ thống rất quan trọng. Nó đi lên từ vùng tủy cao đến não trung gian, đến đồi thị rồi đến vỏ não. Người ta gọi là hệ thống ARAS, hệ thống lưới. Mà nếu cái hệ thống lưới này bị tổn thương thì dẫn tới lờ đờ hôn mê. Mà nếu hệ thống lưới này không tổn thương thì cái hôn mê ấy sẽ trở lại, hồi tỉnh trở lại. Đấy, cho nên làm sao có những trường hợp mà hệ thống lưới không tổn thương mà bệnh nhân vẫn hôn mê. Thì lúc ấy sau độ một thời gian ngắn mà chúng ta hồi sức tốt, bệnh nhân sẽ tỉnh lại hoàn toàn. Cơ chế gây tổn thương nhận thức. Tổn thương vỏ não lan tỏa hai bên. Vừa nãy chúng ta nói tổn thương nhận thức, tức là tổn thương vỏ não. Nhưng mà hai bên, tổn thương do lan tỏa, mà tổn thương do gì? Thường là nguyên nhân do thiếu máu não. Ví dụ anh tụt huyết áp, ví dụ anh chảy máu nhiều quá và gây ra tụt huyết áp. Ví dụ ngừng tim, tim không bóp lên được thì là không có máu lên não. Hoặc do thiếu oxy não, tức là siêu hấp nặng, hoặc là hạ đường huyết. Đấy, như vậy là do thiếu máu, do thiếu oxy, do thiếu đường rất quan trọng. Các bạn nhớ lại. Cái thứ hai là do tổn thương thân não hoặc đồi thị. À, cô ơi, cô có thể bật slide cho em cùng theo dõi được không? Bệnh lý tại thân não. Ví dụ những bệnh lý như chảy máu ở thân não, rồi nhồi máu ở thân não, ở da não, ở u chèn, ép vùng thân não, u tiểu não. Và cái thứ ba là tổn thương phối hợp cả thân não lẫn vỏ não hai bên. Thường do những cái bệnh rối loạn chuyển hóa, do ngộ độc, do rối loạn nước điện giải, hoặc do hiện nay là những cái tai nạn dập não, tai nạn giao thông dập não kinh khủng, là tổn thương phối hợp cả những vỏ não
cả những thân não. Đấy, đấy là những cơ chế mà chính. Như vậy, việc chẩn đoán hôn mê, chúng ta có thể xác định bằng cái gì? Một là mất tri giác, không thể tiếp xúc được với bệnh nhân. Nói cũng không nghe, cũng không biết. Các tiếng động cũng không biết, không giật mình. Kích thích bằng ánh sáng cũng chẳng biết. Đấy. Gây cảm giác đau là một cấu véo cũng không thấy đau. Đặt một cái nóng, cái lạnh mà cũng không thấy đáp ứng. Đấy là mất tri giác, không thể tiếp xúc được. Rối loạn thần kinh thực vật, mồ hôi ra, thở nhanh hoặc chậm, thay đổi huyết áp, nhịp tim nhanh, thân nhiệt lạnh hay sốt. Đấy. Đấy, như vậy là để chẩn đoán hôn mê là chúng ta cô có thể chuyển slide ở trên cái slide cho em cùng theo dõi được không ạ? Vì cái slide này nó hơi nhỏ, em không nhìn được ạ. Được chưa? Đấy chưa có. Ôi chết. Các em không nói gì nhỉ? Rồi đấy ạ. Giờ thì em nhìn được slide rồi ạ. Mới nãy thì cái slide cô không chuyển slide đâu. Nên cái slide bên trái nó hơi nhỏ. Em không nghe, không nhìn thấy ạ. Giờ thì ok rồi. Cái tên này cũng mình nói cho mình nghe thì nó hỏi. Cô đang không nghe được bọn em nói. Đến slide nào rồi? Được chưa? Hả? Rồi ạ. Được rồi cô. Được chưa? Được rồi. Chẩn đoán hôn mê. Ừ. Đấy, chứ tôi nói chẩn đoán xác định. Tức là mất tri giác, không thể tiếp xúc được với bệnh nhân qua lời nói, qua tiếng động hoặc qua các cái kích thích gây đau, gây nóng, gây lạnh. Là bệnh nhân không hề đáp ứng gì cả. Cái thứ hai là bao giờ nó phải có cái rối loạn thần kinh thực vật. Tức là mồ hôi, da. Mà như tôi ví dụ ấy, mùa đông mà mồ hôi vẫn ra. Da, da chán, da mặt, da tay. Thở rất nhanh hoặc lại rất chậm. Thay đổi huyết áp, thay đổi nhịp tim. Đấy, thân nhiệt, lạnh. Có khi xuống tới 34, 35 độ. Đấy, thân nhiệt hoặc là sốt cao cao. Thì người ta nói tất cả cái đó là do rối loạn thần kinh thực vật. Chẩn đoán phân biệt với gì? À, chúng ta thấy nói là hôn mê. Đúng không ạ? Nhưng mà có những trường hợp hôn mê rất là nhanh. Chỉ sau có vài phút thì nó lại tỉnh ngay. Thì đấy người ta gọi là ngất. Đấy. Thì cái ngất ấy cũng chính là một cái thiếu máu ở não. Đấy. Nhưng mà thường là do co thắt là chính. Thế sau đó thì bệnh nhân tỉnh, tức là nó lại các cái mạch máu lại hoạt động bình thường, lại vẫn cung cấp oxy, lại vẫn cung cấp đường, vậy vẫn cung cấp máu lên. Đấy. Còn nếu mà kiên ngất lâu quá thì có thể trở thành là tử vong. Đấy. Thứ hai là lú lẫn tâm thần. Là những cái bệnh nhân mà lớn tuổi mà có bệnh, người ta gọi là bệnh Alzheimer. Đó là những cái bệnh để tổn thương ở những cái phần chất xám
của não. Đấy, tổn thương cả chất trắng nữa. Ví dụ sau một cái tuổi rất cao, sau một cái ngộ độc mà sau này các em sẽ học, có những cái chất ngộ độc mà gây ra một cái bệnh mà lú lẫn tâm thần. Đấy. Hoặc là có những cái ngộ độc mà có thể lú lẫn mà thoáng qua thôi. Đấy. Thì bây giờ nó có rất nhiều các cái thuốc, các cái lá, các thứ mà người ta dùng quá liều thì có thể lúc ấy luôn lú lẫn. Nhưng mà ở những cái bệnh lớn tuổi mà Alzheimer thì nó cái lú lẫn ấy nó cứ ngày càng tăng lên. Hội chứng khóa trong, Locker-in syndrome, tức là do tổn thương bó vận động. Lấy cái chỗ này tôi đã nói cho anh em nghe này, hội chứng khóa trong rất là hay. Nếu mà đúng ở trong cái hội chứng khóa trong này thì cái người hôn mê ấy còn có hy vọng trở lại hồi tỉnh, là do cái tổn thương bó vận động, bó gối và bó tháp, thì cái hệ thống lưới lại vẫn còn nguyên là vẹn. Đấy, trên cái hệ thống lưới quan trọng không? Anh em về có thể xem lại đây cái hệ thống lưới như thế nào nhé. Và nếu cái hệ thống lưới này mà tổn thương thì coi như cái hôn mê ấy thì là chắc chắn là xấu. Nhưng cái hệ thống lưới này mà còn nguyên vẹn thì một thời gian sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Bệnh nhân sẽ mở mắt lại, bệnh nhân sẽ tỉnh lại và có nhớ lại, tức là còn ý thức. Cái này là cái rất quan trọng. Còn nếu cái hội chứng khóa trong này mà âm tính, tức là tổn thương, thì thôi, không trở lại được nữa. Nguyên nhân trong nội khoa thì cái nguyên nhân mà gây ra hôn mê, mà hôn mê mà có dấu hiệu thần kinh khu trú, gây liệt mặt, gây liệt nửa người, liệt các dây thần kinh sọ, thì bao gồm là chấn thương sọ não dẫn đến phù não, chảy máu não, tụ máu não. Như tôi nói đấy, một cái người mà bị tai nạn do xe máy, do ô tô ở ngoài đường rất mạnh đè vào thì cái chấn thương sọ não rất là nặng nề, nó dẫn đến ngay lập tức phù não, chảy máu não, tụ máu não. Đấy. Cái đấy thì hôn mê luôn. Cái thứ hai là tai biến mạch não, cái mà người ta gọi đột quỵ não. Cái tai biến mạch não có thể là tắc mạch não do một cái thrombose hoặc là do một cái cục máu đông, đúng không ạ? Nó đi lên mạch máu não và nó vào những cái chỗ hẹp của mạch máu não, nó tắc lại ở đấy. Thì cái phần sau của não là thiếu hẳn, không có máu đến, không có oxy đến, không có đường máu đến. Thì cái phần đấy là phần sẽ chết và lúc ấy gây ra một cái tai biến. Hay xuất huyết não là một cái chảy máu não đứt của cái động mạch do xơ mỡ động mạch, hoặc là cái phình động mạch não vỡ, nó chảy máu ồ ạt ở một cái vùng, thì cái vùng não mà do cái máu tụ ấy nó chèn ép thì là gây ra một cái hoại tử, thì ấy nó là gây ra hôn mê ngay. Trên là người tai biến mạch máu não như tắc mạch não, xuất huyết não, anh em sẽ thấy là nó rất đột ngột. Một cái nguyên nhân thứ ba là u não. U não nó tiến triển chậm thôi. Đầu tiên nó tùy thuộc vào cái u não ấy phát triển nhanh hay chậm. Nó phụ thuộc vào cái u não ở cái vùng nào. Đấy. Thì mở đầu thường hay đau đầu liên tục, hay nôn. Đấy. Sau đó nó cứ tăng dần lên. Đau đầu nó tăng lên, nôn nó tăng lên, rối loạn ý thức nó tăng lên. Thì lúc ấy người ta chụp não, chụp CT scanner sẽ thấy ngay, hoặc là MRI sẽ thấy ngay cái vùng khối u não nó ở đâu. Cái hôn mê có thể do động kinh. Động kinh thường là sau một cái cơn co giật. Đấy, sau một cái cơn co giật mà kéo dài. Đấy. Thì nó chuyển sang là hôn mê. Cái cơn co giật kéo dài chuyển sang hôn mê. Cho nên các bạn nhớ rồi, khi mà cái người động kinh thì lập phải được điều trị. Nếu mà động kinh mà kéo dài tới 3 phút hoặc 5 phút thì sẽ chuyển hôn mê. Vì sao thế? Bởi vì khi động kinh, tức là toàn các cơ đều gọi là rung chuyển
và các cái khí quản, phế quản, tiểu phế quản đều ngừng lại hoạt động, và kể cả thanh môn nữa, co thắt lại. Và như thế 3, 5 phút đấy bệnh nhân không hề có thở được. Mà đã không có thở được, chúng ta thử nghĩ xem, sẽ là thiếu oxy, cho nên sẽ trở thành hôn mê. Não thiếu oxy sau 3 đến 5 phút là cái não ấy hỏng, là đi vào hôn mê. Vì vậy cơn động kinh mà kéo dài không được phép cho nó kéo dài. Cơn co giật kéo dài không được phép cho nó co giật. Các bạn nhớ cho. Vì khi co giật, khi động kinh kéo dài có nghĩa là khi không có oxy. Chúng ta 1 phút thở cũng đã, 1 phút mà thở cũng là phải từ 20 lần trong 1 phút. Mà giờ 3 đến 5 phút thì chúng ta biết là ngừng thở bao nhiêu lần, không có nhịp thở nào, thì rõ ràng não không có oxy. Đấy, sau 5 phút mà chúng ta lại cấp cứu, bệnh nhân lại trở lại cái cơn co giật, thì sau đó bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà hôn mê rồi, có rối loạn thần kinh thực vật rồi, kèm theo rồi, và bệnh nhân làm cái hôn mê như là một người sống với cái thần kinh thực vật mà thôi, còn không biết gì nữa. Phù não do tăng huyết áp ác tính. Chúng ta biết là khi tăng huyết áp ác tính, tức là huyết áp có thể tối đa có thể trên 200, 220, 250 từng cơn một, và cái huyết áp tối thiểu nó có thể lên tới 100, 120, thì lúc ấy là cái mạch của nó là không thể giãn ra được hơn nữa, và rất dễ vỡ, và bệnh nhân sẽ phù não, tức là sẽ có sự thoát nước từ ở trong mạch ra ngoài, ngoài bộ phận não, và gây phù não. Còn cái thứ ba nữa là một cái bệnh nhiễm trùng có thể gây hôn mê mà ở nước ta rất hay có trước đây là sốt rét. Người ta gọi là sốt rét ác tính. Đúng không ạ? Là do ký sinh trùng sốt rét. Điển hình là do falciparum. Đấy, các bạn chắc là học của ký sinh trùng, các bạn sẽ thấy. Loại vivac, vivac thì ít gây ra hôn mê hơn. Nhưng mà sốt rét ác tính, falciparum thì hay ra sốt rét nặng. Sốt rét ác tính đấy. Và bệnh nhân tử vong nhiều, nhất là trong những cái thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, là trong miền Nam những cái vùng sốt rét nổi tiếng như Buôn Ma Thuột là sốt rét rất là kinh. Đồng bào dân tộc chết rất nhiều về sốt rét này. Hôn mê mà lại không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Các cái hôn mê trên là có dấu hiệu thần kinh khu trú, đằng này không có dấu hiệu gì cả, đúng không ạ? Đấy, thì thường là gì? Do chuyển hóa là chính. Hôn mê do đái tháo đường, hôn mê do nhiễm toan cetone, do tăng áp lực thẩm thấu, và do hạ đường huyết, hoặc là do tăng axit lactic. Đấy, chúng ta biết những người mà hôn mê do đái tháo đường, đường huyết tăng lên kinh khủng, đúng không ạ? Tăng lên rất cao. Đấy, nhiễm toan, thở nghĩa là mùi, thấy mùi cetone, hoặc là mùi chua chua, hoặc là bệnh nhân bị tăng áp lực thẩm thấu của một cái hôn mê đái tháo đường, thường là ở cái tiếp 1 là hôn mê hay có tăng áp lực thẩm thấu. Còn hạ đường máu thì là do gì? Hạ đường máu thì do các bạn cho bệnh nhân dùng thuốc hạ đường máu nhiều quá, hoặc là bệnh nhân ngộ độc tự tử gây ra hạ đường máu, hoặc là đói lâu quá, nhịn đói lâu quá. Đấy, thì là nằm vật, chả biết sinh viên có lần nào có ai bị hạ đường máu do mà phải nằm thẳng cẳng ra đấy rồi vã hết cả mồ hôi ra, không ạ? Hoặc là do tăng axit lactic, thường ở trong nhiễm khuẩn. Do ure máu cao trong suy thận cấp mãn, ure máu cao cũng gây ra hôn mê và không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Thiếu oxy và tăng CO2 trong siêu hấp nặng. Đấy, ví dụ trong hen phế quản, trong hội chứng COPD, đúng không ạ? Hệ thống gọi là tắc nghẽn phế quản. Đấy, ở những cái người mà nhiều tuổi, có tiền sử hút thuốc lá kéo dài. Đấy, thế rồi ở những cái nơi mà nhiễm khuẩn, nhiễm bụi nhiều, mà người ta gọi là bệnh
viêm phổi tắc nghẽn mãn tính và cuối cùng cứ thành từng cơn một là khó thở khi mà có nhiễm khuẩn thì gây ra một cái siêu hấp nặng, rồi sau đó tụt huyết áp và có thể ngừng tuần hoàn. Và cái thiếu oxy là cái mà thường là cái cấp cứu, và cái hồi sức thiếu oxy hiện nay cũng rất quan trọng, không ạ? Ví dụ người ta chết vì COVID-19 vừa rồi là do viêm phổi, là do thiếu oxy đấy, các bạn thấy đấy, tức là nhiều nơi lại phải mang oxy đến tận nhà, không ạ? Đấy, mấy cái vai trò của thiếu oxy nó quan trọng thế đấy. Hôn mê gan cũng làm hôn mê, sơ gan mất bù, có tiền sử viêm gan virus B hoặc C, và đến cái giai đoạn nặng không điều trị thì sẽ dẫn đến cái hôn mê gan, viêm gan tối cấp, đấy, do ngộ độc paracetamol, do ngộ độc các một số kim loại nặng gây ra một cái viêm gan tối cấp. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh với các bạn là ngộ độc paracetamol. Vừa rồi rất nhiều bạn sốt do một cái nguyên nhân gì đó mà gây sốt, ví dụ sau tiêm vaccine, đấy, ví dụ sau một cái bệnh cúm, đấy, cứ thế dùng paracetamol. Mà paracetamol nó có ở trong nhiều cái sản phẩm như là gì? Paradol, không ạ? Đấy, paradol hoặc là các cái tirelen hoặc là các cái sản phẩm mà người ta bán ra đấy, hoặc là efferalgan. Đấy, tất cả cái gì các bạn mà nhìn dưới mà có chữ paracetamol có nghĩa là thành phần của cái sản phẩm ấy trong đó là paracetamol, còn cái tên nó là tên khác. Thế thì cái ngộ độc cấp là do anh cứ dùng paracetamol vào thì hết đau đầu, cứ dùng paracetamol vào thì hết sốt, thành ra một ngày có thể dùng 4-5 viên. Thì vừa rồi một cô tiến sĩ học trò của tôi vừa cứu được một bệnh nhân ngộ độc suy gan do paracetamol. Đấy, các bạn nhớ cho như vậy. Nếu có người nhà mà bị sốt, bị viêm, bị đau đầu mà có uống một cái loại nào đó thì chỉ có quyền uống tốt nhất là sáng một viên, chiều một viên là cùng. Tức là 1 gram một ngày là cùng. Mà chỉ cần uống trong 2-3 ngày thôi. Hết sốt là phải cắt ngay lập tức. Mà nếu lại viêm gan rồi mà lại cho uống cái này thì có khi chỉ một viên cũng gây suy gan tăng lên. Đấy, nhớ cho, người ta gọi viêm gan tối cấp, lúc ấy là sẽ vàng xòe hết cả da, mắt, gan, tay, da, đái, da toàn vàng hết. Mắt thì vàng chóe, da cũng vàng chóe, lè lưỡi ra, cong lưỡi lên vàng và nước tiểu vàng. Và lúc ấy cực nặng. Để các bạn nhớ phải cho đi bệnh viện ngay cấp cứu. Nhiễm độc rượu. Nhiễm độc rượu thì thường hay gây hạ gluco máu và thiếu B1. Đấy, những người uống rượu quá nhiều. Đấy là tôi chưa kể là rượu ấy lại là rượu methanol thì còn kinh nữa, đúng không ạ? Nhưng mà nếu cái rượu ethanol là cái rượu chúng ta hay uống đấy, mà uống quá lên nhiều đấy thì gây hạ đường máu và thiếu B1. Thì lúc ấy chúng ta lại phải cho đường và cho B1. Đấy. Ngộ độc thuốc ngủ, an thần như thuốc Valium, Seducen, không ạ? Spirulactone, rồi các cái loại an thần mà nhóm diazepam hoặc là các cái loại như ma túy opioid, đấy, morphine, đấy, tất cả những loại thuốc ấy hoặc là các loại barbiturat, thì cái ngộ độc này cũng gây ra hôn mê mà một cách gọi là nhẹ nhàng, cứ lịm dần ấy, như một cái cơn ngủ sâu, đấy, ngủ sâu, và khi ngủ như thế thì là không thở được. Khi ngủ như thế, ngủ kéo dài thì là tắc đờm. Khi ngủ như thế sẽ là gì? Sẽ là hạ đường máu vì không ăn. Khi ngủ như thế thì sẽ gây ra viêm phổi. Vậy chết vì những cái biến chứng ấy. Ngộ độc khí CO, tức là cái khí mà đốt than mà trong một cái phòng kín người ta có nói đến ấy, hoặc là trong một cái dưới hầm nào đó kín, thì ngộ độc khí CO cũng gây hôn mê. Vì cái tổn thương của nó là tổn thương phần chất trắng của não. Suy thận cấp cũng gây ra một cái hôn mê. Vậy sau khi hôn mê mà chúng ta đã nghĩ đến một cái hôn mê thì chúng ta phải
biết ngay xem có nặng hay không. Và tiên lượng hôn mê này sẽ thuộc vào cái loại nào, có chữa được không. Đấy. Như vậy cái độ nặng của hôn mê là hoàn toàn phụ thuộc vào cái nguyên nhân. Nếu mà do thuốc chẳng hạn, thuốc ngủ, barbituric, opiat, morphine, thì tôi đảm bảo mấy bạn nếu mà đến sớm trung tâm chống độc và sau này thì mà chúng ta đến các bệnh viện thì các thầy các cô sẽ điều trị và khỏi ngay. Đấy, sẽ khỏi hoàn toàn sau khi điều trị. Mặc dù có thể có những cái tổn thương mà tạm thời, như là tôi nói là tổn thương tạm thời thôi, nhưng mà trong cái hệ thống lưới nó vẫn còn tốt, thì nghĩa là anh có ngộ độc opiat nó vẫn có thể khỏi, miễn là anh đưa đến sớm. Thế còn cái tổn thương mà trong não thì chịu đấy. Tổn thương trong não mà cũng có cả thể có cái khỏi được, nhưng mà nói chung khó. Đấy, ví dụ những cái u não ngày càng tiến triển thì khó, nhưng mà phải cắt đi thì được. Đấy, phẫu thuật đi thì được. Hoặc là cái cơ địa dị ứng mà gây ra hôn mê như sốc phản vệ thì lúc ấy bắt buộc là một cái cấp cứu cực kỳ quan trọng. Anh mà cấp cứu muộn thì thôi, đi đứt, đúng không ạ? Hồi phục sẽ rất lâu hoặc không hồi phục. Nó phụ thuộc vào cái thời gian kéo dài và các biến chứng khác. Đấy, nếu mà anh càng để kéo dài cái thời gian hôn mê thì càng nguy hiểm, càng khó hồi phục. Mà thậm chí lại phụ thuộc các biến chứng nữa. Ví dụ tuổi cao chẳng hạn, thì cái sức đề kháng kém lắm. Cho nên là chúng ta thấy người ta tiêm vaccine thế thôi. Vaccine tiêm cho COVID-19 chẳng hạn, thì người ta ưu tiên cho những người tuổi càng cao, sức đề kháng kém thì tiêm trước. Đấy, không ạ? Đấy. Cho nên nếu mà tuổi cao, sức đề kháng giảm, thì thường rất dễ mắc những bệnh. Mà đã mắc bệnh thì lại rất dễ nặng, khó chữa. Cái đó người ta dựa vào bảng điểm Glasgow để đánh giá cái độ nặng và theo dõi hôn mê. Đề nghị một lần nữa các bạn về tham quan cái bảng điểm này và học kỹ cái bảng điểm này để cho nó thuộc. Sau đây tôi cũng vậy, giới thiệu cái bảng điểm này cho các bạn một tí thôi, không kỹ. Tức là cái bảng điểm này nó đánh giá mắt, lời nói và vận động. Nó đánh giá mức độ và nó cho điểm. Đấy, mở mắt tự nhiên nó cho 4 điểm. Mở mắt khi ra lệnh nó cho 3 điểm. Mở mắt khi gây đau nó cho 2 điểm. Và không mở mắt gì cả nó cho 1 điểm. Đấy, nói điểm cao ở trên, điểm thấp ở dưới, điểm xấu thì lại ở dưới. Như vậy trả lời đúng thì là được 5 điểm. Trả lời hạn chế được 4, trả lời lộn xộn, không biết là đúng hay không, 3 điểm. Mà nói thì không rõ cái câu gì, 2 điểm. Mà không nói được, 1 điểm. Vận động, đáp ứng khi ra lệnh và giơ tay lên, giơ được. Giơ chân lên, giơ được. Giơ chân trái, giơ được. Giơ chân phải, giơ được. Thì đấy là 6 điểm. Đáp ứng đúng chỉ khi gây đau. Tức là không nói thì không nghe, nhưng mà cấu một cái thì biết. Thì đấy là 5 điểm. Co chi lại, cử động không tự chủ. Đấy, tức là anh cấu một cái thì co chân lại. Đấy, tự động không chịu được 3 điểm. Co cứng mất vỏ, tức là hai chân thì duỗi thẳng, hai tay thì co quắp vào, thì người ta gọi là hội co cứng mất vỏ, co cứng mất não, nằm yên không đáp ứng, 1 điểm. Như vậy xấu nhất là 3 điểm và tốt nhất là 15 điểm. Bảng điểm Glasgow dùng cho người bệnh nhân đánh giá qua 3 yếu tố đấy. Thì điểm thấp nhất là 3 điểm và cao nhất là 15 điểm. Các bạn nhớ cho. Khám bệnh nhân hôn mê. Chúng ta khám bệnh nhân hôn mê thì cũng giống như cái bài trước tôi nói là cái phần hỏi bệnh rất quan trọng. Nhưng mà lần này tức là chúng ta chỉ định vào cái chuyện hôn mê để tìm ra nguyên nhân thứ nhất và tìm ra nguyên nhân, tìm ra cái hôn mê ở mức độ nào, nặng hay không nặng, và tìm ra cái hướng điều trị. Cái nguyên nhân đấy là gì? Đúng không? Hỏi bệnh
hỏi hoàn cảnh xuất hiện, cách xuất hiện hôn mê như thế nào, đấy, thời gian bắt đầu và tiến triển của hôn mê ra sao, hỏi tiền sử bệnh, xem có uống rượu không, có dùng ma túy hay không, lật người lên xem bệnh nhân có những cái vết sẹo, vết tiêm không, có những cái bệnh mãn tính như là hút thuốc rồi bệnh ho có đờm đấy, COPD đấy. Đấy, thế rồi có bệnh tăng huyết áp không, có đái đường không, tất cả những cái đó là chúng ta phải hỏi xem để nó liên quan đến cái nguyên nhân gây ra hôn mê của bệnh nhân. Hoặc bệnh nhân có viêm gan không, làm cái xét nghiệm xem virus thế nào, hoặc là xem cái chấn thương có phải là bị một cái búa vào đầu ấy không, đấy, đánh nhau vân vân. Đấy là phần hỏi bệnh. Khám toàn thân, đánh giá đầu tiên về chức năng sống đã, khám ngay. Tất nhiên cái phần hỏi bệnh chúng ta là gì, còn khi mà đến hôn mê thì ngay lập tức chúng ta phải xem à, liệu có chết đến nơi không, không ạ, hay có cứu được ngay không, thì phải khám ngay chức năng sống. Đấy, lấy là cái đầu tiên, cùng một cái anh bác sĩ lâm sàng, như chúng tôi nói là hồi sức cấp cứu, là anh phải ngay lập tức thao tác nhanh, khám nhanh và xử trí nhanh. Bệnh nhân có khó thở hay không, đếm nhịp thở, xem môi tím không, đo SpO2 xem bao nhiêu, dưới 94% hoặc là dưới 90%, tất cả cái thở nghe phổi ra sao, đúng không ạ? Rồi đã tụt huyết áp chưa, đấy, tụt huyết áp chưa, nhiệt độ có quá cao không. Đấy, tất cả cái nguyên tắc này chúng ta khám theo nguyên tắc ABC, tức là nếu có tắc đường thở thì phải khai thông đường thở. Ví dụ như có một cái dị vật nào đó, có một miếng thịt gà to quá chẳng hạn, hoặc là có một cái bột nó tắc vào, thì chúng ta phải khai thông đường thở ngay. Bởi vì nếu anh không khai thông thì anh có cho thở vào, oxy vào, nó không vào được, anh phải hút ngay ra. Đấy, thứ hai, sau khi đó anh phải hỗ trợ ngay hô hấp. Tất cả cái động tác này làm chỉ trong giây, tất cả trong giây, 1-2-3 giây thôi. Sau đó thì hỗ trợ hô hấp ngay, đúng không ạ? Thấy tím quá, thấy không thở được, thấy SpO2 rất thấp, lập tức, một, ở ngoài đường thì phải cho hỗ trợ hà hơi thổi ngạt, mà trong bệnh viện thì phải cho bóp bóng ngâm bu có oxy. Đấy, hoặc là đặt nội khí quản thở máy khi mà nặng. Thế rồi hỗ trợ tuần hoàn ngay nếu như mà huyết áp tụt hoặc là ngừng tim. Đấy, tất cả những cái này chúng ta phải làm cực nhanh, đánh giá cực nhanh. Đây là những cái thông cơ tố, những cái mà tôi vừa nói vừa rồi thôi, tức là anh phải làm cho cái đường thở nó hoàn toàn mở ra. Đấy, đầu phải cao để đặt để nằm, và đầu có thể là ngẩng lên, lấy tay mình hất cái đầu bệnh nhân lên, làm sạch cái đường dẫn khí, không ạ? Đấy, và giữ cho cái đường dẫn khí luôn luôn là thông. Đấy, rồi cái tên breathing là có thể cho oxygen. Đấy, mà qua cái pan oximeter thì chúng ta có thể đo được cái oxy dưới 90 là bắt buộc phải cho rồi, và cung cấp oxy vào. Đấy, có thể cho những cái thuốc mà có thể xịt qua đường, nếu mà những cái bệnh nhân mà có cái điều kiện có thể cho những thuốc xịt khi mà hen chẳng hạn. Đấy, hỗ trợ thông khí. Và cái tuần hoàn là chúng ta phải theo dõi cái nhịp tim, nếu trong bệnh viện đo cái tần số, đo cái huyết áp, đúng không ạ? Và có thể đặt cái đường truyền ngay. Đấy, nếu có siêu hấp, đấy cái này tôi giải thích của cái trên, nằm đầu cao, thở oxy mũi, mask đảm bảo đường hô hấp thông thoáng, loại bỏ dị vật tắc đờm nghẽn nhằm đảm bảo oxy trên 10, ít nhất là trên 90%. Trên 90% đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người già đấy, và trên 90% là với điều kiện bệnh nhân nằm, như vậy đã đảm bảo. Chứ đi lại là 90% không đạt yêu cầu, phải là 95% trở lên cơ. Nếu tràn khí tràn dịch màng phổi thì phải dẫn lưu ngay lập tức,
Đấy, như nãy tôi nói, sẽ có một cái bài giảng về tràn khí tràn dịch màng phổi. Sau này, mời hội chẩn bác sĩ cấp cứu, hồi sức cấp cứu ngay. Nếu huyết áp tụt do chảy máu, thiếu dịch, thì phải truyền dịch ngay và dự trù ngay máu, xem nhóm O hay nhóm B, nhóm AB, và nâng huyết áp ngay để huyết áp lên tới trên 90 mmHg. Các bạn nhớ cho huyết áp mà cứ trên 90 mmHg là tương đối yên tâm, đúng không ạ? Là lúc ấy có thể sẽ có nước tiểu đấy, là lúc ấy nó có thể có mạch đấy. Đấy, nếu huyết áp mà tăng thì phải cho thuốc hạ áp. Đấy, đảm bảo cái thân nhiệt. Bệnh nhân quá nóng phải cho chườm lạnh, bệnh nhân quá lạnh thì phải đảm bảo cái thân nhiệt cao lên, làm ấm cho bệnh nhân. Khám thần kinh, đánh giá ý thức luôn, xem là u ám, lú lẫn, ngủ gà, mê sảng, co giật, kích động, lờ đờ hôn mê. Tức là anh lại dùng cái bảng Glasgow để anh xem cái bệnh nhân này hôn mê bảng điểm Glasgow mấy điểm, đúng không ạ? Đấy, 10 điểm, 9 điểm hay 7 điểm, nhưng mà thường dưới 6 điểm là rất nặng ở đấy. Tìm các dấu hiệu thần kinh khu trú xem có liệt không, liệt nửa mặt không, liệt nửa người không, đồng tử thế nào, đồng tử có giãn không, đồng tử giãn trong những trường hợp nào, trong trường hợp thiếu oxy, đồng tử giãn trong trường hợp một số cái ngộ độc như là amphetamine. Đấy, đồng tử giãn trong trường hợp nào, trong trường hợp ngộ độc rượu. Đấy, còn đồng tử co trong trường hợp nào, trong trường hợp ngộ độc heroin, opiat. Đồng tử co trong trường hợp nào, rắn cặp nia cắn. Đấy, rất hay ở chỗ ấy. Xem đồng tử rắc mà khám xem còn lại phản xạ ánh sáng hay không phản xạ ánh sáng, xem còn liệt, có liệt vận động mắt hay không, mắt có cử động sang trái được không, có cử động sang phải được không, thì nó liên hệ tới cái dây thần kinh số 3, có liệt vận động không, có động kinh cục bộ hay không. Khám dây thần kinh sọ não 12 giây. Đấy, thì cái này nó sẽ có bài về dây thần kinh riêng, tôi không nói làm gì. Phát hiện xem có hội chứng màng não hay không. Tức là hội chứng màng não là gì? Anh sẽ thấy cái cổ cứng, anh lấy một tay ấn vào ngực, một tay dưới gáy, nâng đầu bệnh nhân lên. Nếu mà thấy cứng quá đấy, mà bệnh nhân lại sốt, bệnh nhân lại hôn mê, người ta còn thêm cái vạch màng não ở bụng nữa, thấy nó đỏ lên, thì người ta nói là hội chứng màng não dương tính. Lúc ấy người ta phải chọc nước não tủy, đúng không ạ? Đây là một cái hệ thống thần kinh từ dây 1 cho đến dây 12. Đấy, dây 1 như dây khứu giác, đúng không ạ? Đấy, khứu giác. Dây 2 là dây thị giác. Đấy, các cái dây 3, đúng không ạ? Dây 3 là dây vận động của mắt, nghĩa là lác ngoài chẳng hạn. Đấy, đấy, dây 4 cũng thế. Đấy, đấy. Rồi dây 5 cũng là dây cảm giác, đau răng chẳng hạn, đau kinh khủng, đau giật lên tai, dây 5, đúng không ạ? Thế dây 6 cũng thế thôi, đúng không ạ? Đấy, là hoạt động của cơ, vận động ở mắt. Đấy, dây 7, dây 8, dây 9, dây 10 đến dây 12. Các bạn xem lại, nói ở đây không kỹ được. Đấy, chúng ta khám đồng tử, đồng tử xem giãn hay không. Đấy, như tôi nói đấy, giãn trong trường hợp ngộ độc atropine, nấm độc, amphetamine. Amphetamine là các bạn gọi là gì đấy, ma túy đá gì đấy. Đấy, thì là nó sẽ giãn đồng tử. Đồng tử co nhỏ, ngộ độc thuốc trừ sâu, phốt pho hữu cơ, ngộ độc opiat đấy, và thuốc ngủ. Đấy, nhãn cầu là tổn thương dây 3. Đấy, đấy, tất cả cái này nhãn cầu đưa ra ngoài và nhìn xuống dưới đáy. Dây 6 là nhãn cầu đưa vào trong, cả hai nhãn cầu nhìn cùng chiều bên liệt là tổn thương cầu não. Tất cả dây 3, dây 6, đúng không ạ, là thuộc về nhãn cầu. Khám phản xạ đồng tử với ánh sáng trong các trường hợp ngộ độc. Ngừng thở, tụt huyết áp, đồng tử giãn hai bên, mất hết cả mặt dạ, là tụt hạnh nhân tiểu não, hôn mê. Đấy, mấy cái này tổng kết. Người ta thấy là tụt huyết áp này, người ta thấy đồng tử giãn hai bên này, mất các phản xạ này,
thì thường là tụt hạnh nhân tử não, mà thay là tổn thương ở thân não. Thân não thì rất nặng, tăng áp lực sổ nọ nội sọ như là đau đầu, nôn, gai thị, nhịp tim chậm, thì điểm gắt lâu thường rất là xấu, dưới 6 điểm. Đây là một cái hình ảnh đồng tử giãn kinh khủng. Đấy, thì đây là người ta các cái hình ảnh các bạn về sẽ xem. Đây đây, cái trên bên là trên này, trên đầu nhá. Trên đầu là hai cái đồng tử, là đồng tử giãn. Đồng tử bình thường các bạn thử đo xem thì nó phụ thuộc vào ánh sáng và bóng tối. Khi chúng ta vào bóng tối thì đồng tử nó co lại, đúng không ạ? Co lại. À, khi chúng ta vào sáng quá thì đồng tử nó co lại, còn khi mà vào bóng tối thì đồng tử nó giãn ra. Đấy, thì đấy là đồng tử nó theo cái ánh sáng bên ngoài. Thế còn đây khi về bệnh lý, đấy, bệnh lý thì đây ví dụ như đồng tử giãn trong những trường hợp mà tôi vừa nói đấy, amphetamine chẳng hạn, đồng tử giãn, thiếu oxy chẳng hạn, đồng tử giãn. Còn đồng tử co trong những trường hợp ngộ độc, đúng không? Có tít này, trong ngộ độc phốt pho hữu cơ, ngộ độc heroin, và đặc biệt trong rắn cặp nia cắn, đồng tử co tít. Thế đây đây cũng là một hiện tượng đồng tử co giãn, nhưng mà với các cái vận động thì lại rất là ngộ độc ở phía lát trong, nó gọi là lát trong, nhìn chỉ về phía trong này thôi, không nhìn ra ngoài được. Đấy, đây là một số hình ảnh như thế. Hám vận động, cơ lực giảm, bàn chân xem bên liệt có đổ ra ngoài không thì biết ngay là đó là bệnh nhân bị liệt rồi. Dấu hiệu Babinski và dấu hiệu Hoffman để nói rằng rõ ràng bệnh nhân có liệt nửa thân và như vậy có tổn thương não ở vùng bao trong. Đấy, mất cân đối về phản xạ gân xương trong liệt nửa người. Giảm chưng lực cơ toàn thân trong hôn mê. Như trong hôn mê thì tất cả chưng lực các cơ đều giảm, sờ chỗ nào cũng thấy nhẽo. Đấy, chỗ nào cũng mềm nhũn ra. Đấy, cái đó là có trong hôn mê. Có thể tổn thương não do ngộ độc, ví dụ như ngộ độc khí CO chẳng hạn. Một người mà ở trong phòng ngộ độc khí CO mà do than để ở trong phòng kín ấy, thì người nhũn ra, không có một cái phản xạ gì cả. Hoặc là trong rối loạn chuyển hóa như là người hạ đường máu đấy, do uống quá nhiều thuốc tăng hạ đường máu, bị tăng đường máu nhưng mà lại uống quá nhiều thuốc hạ đường máu thì cuối cùng gây ra một cái hạ đường máu. Đấy. Thế rồi hôn mê, và những cái đó thì hôn mê sâu có thể chỉ giảm chưng lực cơ và cơ lực một bên thôi, đôi khi như thế. Tăng chưng lực cơ trong ngộ độc khí CO, đấy, thuốc an thần, tôi vừa nói thần kinh, hoặc là liệt nửa người. Cái này là sau khi ngộ độc khí CO thì có thể gây ra liệt nửa người mãn tính. Co cứng, mất vỏ, hai tay gấp, hai chân duỗi, lưng ưỡn ra phía trước, hàm răng nghiến kèn kẹt. Đó là dấu hiệu mất não. Cái này thôi xấu rồi, tổn thương thân não. Từ nhân đỏ trở lên, cái này thì thôi, chỉ ít thời gian là bệnh nhân sẽ tử vong. Vận động bất thường, tay quờ quạng bắt chuồn chuồn, thường là trong sốt rét ác tính. Một người sốt rét ác tính là một người sốt rất cao, không ạ? Lại cảm giác là rét kinh khủng, đắp bao nhiêu chăn nhưng mà vẫn rét, mặc dù nhiệt độ lúc ấy có khi là giảm ấy. Đấy, đấy là sốt rét ác tính, tay chân bắt chuồn chuồn. Cơn co giật xảy ra trước hôn mê có thể là động kinh, hạ đường máu, giảm giật, phù não, viêm màng não. Có những cơn co giật trước khi hôn mê thì thường đấy là động kinh, hạ đường máu, sản giật, phù não, viêm não. Các xét nghiệm và kỹ thuật cho chẩn đoán hôn mê.
thì bao giờ cũng phải là xét nghiệm máu, công thức máu xem thế nào. Đấy. Đúng không ạ? Xem có phải là có bạch cầu quá tăng không? Đấy. Bạch cầu quá tăng không? Hay là tiểu cầu tăng hoặc là tiểu cầu giảm? Để chúng ta biết một người mà hôn mê do COVID, do COVID-19, tôi nhân tiện đây tôi cứ lồng vào đây cho. Thì thông thường lại là bạch cầu lympho, lại bạch cầu không cao, bạch cầu trung tính không cao. Đấy. Bạch cầu lympho thì lại có thể là bình thường hoặc hạ. Nhưng mà tiểu cầu lại thì lại rất thấp. Đấy, nó ngược lại với nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn thì lại là khác, ngược lại khác. Đấy. Cho nên cái giảm tiểu cầu trong cái COVID quan trọng lắm đấy. Nó sẽ gây ra một cái đông máu, cái tắc mạch ở phổi hoặc tắc mạch ở não. Đấy. Đấy là COVID, cho nên bây giờ người ta hay nói đến khám xét nghiệm tiểu cầu. Phần lớn những cái virus tiểu cầu hay thấp. Đấy. Không cứ là COVID, COVID thì chắc chắn rồi, nhưng mà ngay cả những cái cúm khác đôi khi tiểu cầu cũng thấp. Cái đó nó phân biệt bệnh nhân sốt này, người mỏi mệt này, sụt xịt này, thế mà làm này lại bạch cầu không cao mà lại tiểu cầu lại thấp thì đấy là cúm. Chứ còn nếu mà là sốt, ho vân vân mà lại khạc đờm xanh thì đấy là viêm phổi, thì lúc ấy bạch cầu rất cao và tiểu cầu cũng lại hơi cao. Đấy, nó khác hẳn như thế, hoặc là bình thường chứ nó không giảm. Cúm thì tiểu cầu giảm. Xem đường máu ra thế nào, xem ký sinh trùng sốt rét. Nếu mình nghi ngờ bệnh nhân vừa ở vùng sốt rét về, bắt buộc phải làm cái ký sinh trùng sốt rét ngay. Làm điện giải xem là có các cái thay đổi về điện giải không. Vì chúng ta nhớ cho là có những cái tăng giảm của natri chẳng hạn cũng gây ra hôn mê. Đúng không ạ? Những cái tăng giảm của kali cũng gây ra hôn mê. Ví dụ như là trong suy thận chẳng hạn thì một trong những cái gây hôn mê là kali rất tăng. Đấy. Thì chúng ta biết bây giờ, ví dụ những cái nơi mà nó giết người chẳng hạn thì nó nhiều khi nó truyền cho kali thì là gây ra hôn mê. Vì vậy kali không bao giờ truyền tĩnh mạch cả, không bao giờ tiêm tĩnh mạch. Còn nếu truyền tĩnh mạch là phải có chỉ định và có theo dõi khác khi mà bệnh nhân có hạ quá mức. Ví dụ bệnh nhân liệt do thiếu kali chẳng hạn thì người ta có quyền truyền, nhưng mà truyền là phải được với một cái tốc độ cực chậm, với cái sự theo dõi sát sao. Còn tiêm tĩnh mạch thì chống chỉ định. Áp lực khí trong máu, xem là trong máu khí oxy thế nào, pH ra sao, CO2 ra sao, để nó đánh giá được bệnh nhân suy hô hấp hay không. Và suy hô hấp do cái gì. Đấy. Chức năng gan thận xem như thế nào, và thậm chí cả xem các cái virus viêm gan có hay không, xem có thận suy thận cấp hay suy thận mãn. Điện não đồ có giá trị trong chẩn đoán động kinh hoặc trong u não, hoặc ở trong các cái tổn thương do ngộ độc cũng có thể thấy được. Chẩn đoán hình ảnh CT scanner hoặc là chụp tim phổi và sọ não cộng hưởng từ cũng để chẩn đoán gọi là kỹ hơn, chẩn đoán tốt hơn điện não khi mà có những cái tổn thương nhỏ ở não. Chọc dịch não tủy khi nghi ngờ có viêm não. Đấy, đấy là cái xét nghiệm mà cần thiết. Kết luận lại, đứng trước một bệnh nhân hôn mê thì chúng ta phải khám ngay. Bởi vì đó là một cấp cứu. Bởi vì có thể bệnh nhân chết. Bởi vì có thể chúng ta cứu sống được bệnh nhân và trở lại hoàn toàn bình thường. Nếu mà bệnh nhân cái hôn mê ấy chỉ là cái ngất, hoặc cái hôn mê ấy quá sớm và chúng ta tìm thấy nguyên nhân đã chữa được. Đúng không ạ? Việc đánh giá chức năng sống của bệnh nhân rất quan trọng, đánh giá ngay để có thể giải quyết. Các cái bước khám tiếp theo chỉ thực hiện khi đã ổn định chức năng sống. Như vậy cái chức năng sống là một cái động tác chúng ta phải làm ngay cho những bệnh nhân hôn mê. Chức năng sống là gì? Là vấn đề kiểm tra về tần số thở, kiểm tra về huyết áp, kiểm tra về mạch, kiểm tra về nhiệt độ. Đấy, đúng không ạ? Đấy, để tất cả những cái đó chúng ta phải làm trước tiên và giải quyết luôn để ổn định
chức năng sống cho bệnh nhân, để bệnh nhân có đủ oxy đã, để bệnh nhân có đủ máu lên não được, để bệnh nhân hạ nhiệt độ, đúng không ạ? Tất cả những đó rất quan trọng. Và khi tìm được nguyên nhân và điều trị sớm thì cái điều trị hiệu quả sẽ rất tốt ngay lúc đầu, và sau đó nó còn tồn tại là còn những vấn đề về thuộc chuyên khoa gì thì chuyên khoa sẽ phải đánh giá. Ví dụ cái hôn mê về do đường máu, hôn mê tăng áp lực thẩm thấu thì ở những người đái tháo đường thì cái chuyên khoa đái tháo đường cũng phải biết. Hoặc là cái hôn mê ấy do một cái u não thì cái chuyên khoa thần kinh anh phải lo cái chuyện đấy, xem có điều trị hay là phẫu thuật, đúng không ạ? Hay là cái hôn mê ấy do một cái nguyên nhân thiếu oxy, hay là bệnh nhân ngộ độc thì cái chuyên khoa ngộ độc anh phải giải quyết tiếp theo, đúng không ạ? Bài đến đây là hết, và nếu các em còn có thắc mắc gì thì cứ hỏi, đúng không ạ? Và cũng cô mong rằng là những cái bài này rất là ngắn gọn, có thể các em phải xem tất cả những cái tài liệu khác nữa thì mới có thể hoàn chỉnh được.